Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Và hôm nay thì em và Diệu sẽ tiếp tục dẫn quý vị, chúng ta sẽ đến thăm những công trình do Mắt Hôn thiết kế và thi công xây dựng. Gần đây thì phải nói là em và Diệu đang có duyên khá nhiều với những công trình nhà phố, cho nên hôm nay thì một lần nữa em và Diệu lại tiếp tục dẫn quý vị, chúng ta sẽ đến thăm một công trình nhà phố ha. Công trình này sẽ là công trình của nhà anh Vương Văn Mạnh. Và công trình này thì sẽ có địa chỉ tại Trảng Bàng của Tây Ninh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng theo chân anh Diệu và Nhật An, chúng ta sẽ cùng đến gần hơn với công trình để cùng chiêm ngưỡng công trình này nhé. Và ta-da, đây chính là công trình của nhà anh Mạnh mà em và Diệu sẽ háo hức để có thể giới thiệu ngay cho quý vị. Và rõ ràng quý vị có thể thấy đây là một công trình nhà phố ha, rất là gần với cái mặt tiền đường ở phía trước luôn. Và công trình nhà anh Mạnh thì Diệu thì có lẽ là lần đầu tiên đến, nhưng mà riêng với Nhật An thì công trình này An đã đến từ cái giai đoạn mà nó cũng gần chuẩn bị bàn giao rồi. Và lúc đó thì An cũng đã thấy được cái vẻ đẹp của công trình rồi. Còn hôm nay thì rõ ràng là quý vị có thể thấy là công trình đã hoàn thiện 100%. Và với công trình này thì rõ ràng là một cái phong cách hiện đại rất là bắt mắt đúng không Diệu? Và trước khi mà bước vào công trình thì em cũng có ý ngay đến hệ thống cổng và tường rào. Ở đây thì chúng ta thấy là cánh cổng và tường rào được thiết kế đơn giản thôi, nhưng mà nó có một cái sức hút riêng. Chẳng hạn như là vị trí bên đây thì chúng ta sẽ thấy là gạch thông gió, như vậy thì nó sẽ góp phần giúp cho không khí lưu thông được tốt hơn. Còn về cánh cổng ở đây thì em thấy là chất liệu là sắt sơn tĩnh điện nè, một cái loại chất liệu cũng rất là quen thuộc và nó cũng rất là phù hợp với lại điều kiện khí hậu của nước ta. Đúng rồi quý vị, và thật sự với một công trình nhà phố thì em nghĩ như vậy là chỉnh chu rồi, cũng không có cần nhất thiết chúng ta phải làm những cái cổng nó quá là phức tạp giống như những công trình thân cổ điển đâu, mà tinh thần hiện đại thì cái cổng tường bao như thế này là đã rất là hợp lý ha. Còn bàn về công trình chính đi thì quý vị có thể thấy ngay đây là công trình là 3 tầng 1 tum, cho nên là nó rất là cao luôn. Và thông thường thì nhà phố thì quý vị biết rồi, không có lợi thế về bề ngang, cho nên chúng ta phải lấy lợi thế về chiều dài cũng như là về chiều cao đúng không nào. Và công trình này thì em cũng xin cung cấp quý vị về kích thước, đó chính là sẽ có chiều dài là 12,405m, chiều rộng là 4,2m, và tổng tích sử dụng của cả 3 tầng 1 tum ăn cộng lại được tầm khoảng 190m². Còn về chiều cao thì tổng chiều cao của công trình được tính từ sàn đó chính là 13,5m, chiều cao ở tầng 1 là 3,8m, chiều cao ở tầng 2 và tầng 3 đều là 3,4m. Và với công trình này thì nếu mà chúng ta nhìn bên ngoài thì quý vị có thể thấy là có những cái nét khá là thú vị. Ví dụ là một công trình hiện đại nhưng mà lại có một cái đường cong xẻ ở bên trên, cho nên là tạo nên một cái nét duy dáng khác biệt riêng. Rồi một số khu vực thì chúng tôi sẽ ốp gỗ nhựa ở ngoài trời, chứ không phải là ốp đá hay gì quá nhiều như là nhiều công trình hiện đại khác, cho nên là nó cũng tạo một cái điểm nhấn rất là độc đáo, không hề đụng hàng. Ở công trình này thì chúng ta vẫn thấy là những cái khối hình xếp chồng lên nhau thôi, nhưng mà cái điểm đặc trưng cả công trình chính là anh em vừa chia sẻ đó. Em thấy cái mảng tường nó rất là duyên, và đây cũng là một cái gợi ý cho chúng ta trong cái việc mà chúng ta xây dựng công trình làm sao để càng đẹp hơn. Đôi khi một chút cái sự cắt xẻ thôi là cũng đã khiến cho công trình trở nên nổi bật rồi. Và ưu điểm của công trình nhà anh Mạnh nữa đó chính là ngay đây thì quý vị thấy là gia chủ có một cái khoảng sân đủ rộng để mà chúng tôi có thể đặt một chiếc xe hơi nè, xe gắn máy ha, và cũng có dù để mà chúng ta sẽ che nắng một chút xíu. Cho nên là với công trình nhà phố mà được cái khoảng sân như thế này là một cái ưu điểm lớn rồi ha. Thì đây là một điểm cộng nữa cho công trình của nhà anh Mạnh. Và đó chính là tổng quan bên ngoài công trình thôi. Bây giờ hãy cùng theo chân anh và Diệu tiến vào bên trong để khám phá nhé. Và đây chính là khu vực đầu tiên, khu vực phòng khách được thiết kế với diện tích là 18m². Và quả thật thì với một công trình nhà phố thì cái diện tích này nó cũng đã đủ thoải mái để mà chúng ta bố trí công năng rồi. Như quý vị có thể thấy ở đây tổng quan ha, nhìn một vòng đi, quý vị sẽ thấy là ngay trung tâm thì chúng ta sẽ đặt là bộ sofa bằng da khá là hoành tráng, rồi một bộ bàn trà đôi, bên đây là kệ tivi nữa. Nói chung là tất tần tật là quá là chỉnh chu đúng không nào. Và ngồi xuống bộ sofa xíu đi Diệu. Diệu sẽ ngồi bên sofa băng ha, nhưng mà An thì được ngồi một cái sofa lẻ riêng ở ngoài, và nó rất là thoải mái đúng không nào. Và khi mà bước vào không gian này thì em cảm thấy là thoải mái như anh chia sẻ nè, bên cạnh đó nó cũng rất là sáng và rất là thoáng nữa. Thật ra thì để mà nói là 18m² không phải là một diện tích quá lớn, nhưng mà cái việc mà gia chủ với lại các kiến trúc sư lựa chọn những cái đồ dùng nội thất gọn gàng nè, kích thước phù hợp nè, thêm vào đó thì về màu sắc vẫn là một câu chuyện mà chúng ta thường xuyên nói, đó chính là trần, tường cũng như sàn đều là gam màu trắng, vậy nên nó cũng tạo nên cái cảm giác cơi nới không gian nữa.
Đúng rồi, và nếu mà nhìn kỹ hơn, quý vị sẽ thấy cái sàn nó sẽ hơi là cái màu ghi nhạt một chút xíu ha. Thì đây cũng là cái gam màu quý vị cũng có thể tham khảo ngôi nhà của mình. Tuy là nó không trắng hẳn nhưng mà nó cũng rất là dịu mắt luôn. Và nhắc đến trần thì Diệu có đồng ý không là cái cách đi đèn của công trình rất là lạ mắt nha. Với đèn downlight thì đương nhiên là rất quen thuộc rồi, nhưng mà ở ngay những cái vị trí này thì chúng tôi lại phối thêm những cái hệ thống đèn khác, cho nên là những cái đèn dài, nhưng mà nó lại không hề bị lỗi thời mà nhìn rất là hiện đại luôn. Nó không lỗi thời là bởi vì nó được thiết kế âm vào bên trong đó anh. Và em cũng công nhận là độc đáo thiệt. Thay vì những cái công trình khác thì chúng ta sẽ thấy là có một cái chiếc đèn chùm hoặc là đèn thả ở vị trí trung tâm, nhưng mà ở đây thì thay hoàn toàn hết bằng những cái thiết kế đèn âm vào trần như vậy, thì cũng tạo nên được một cái tính thẩm mỹ và nó tôn lên cái vẻ đẹp hiện đại của công trình nữa. Còn ở đây thì chúng tôi sẽ là vị trí cầu thang để mà đi lên những tầng trên nè quý vị. Thì thật sự khi mà những công trình nhà cao tầng này luôn luôn chúng ta phải tính toán những vị trí cầu thang rồi. Thì với riêng công trình của nhà của anh Mạnh thì vị trí này là hợp lý luôn nhé. Thứ nhất là cái bước cầu thang nó không có nhìn ra cửa chính, thì nếu mà xét về mặt phong thủy thì không phạm vào cầu thang thoát tài. Thứ hai là để mà che chắn bớt cầu thang thì ở đây kính thì chúng tôi cũng sẽ làm vách kính, nhưng mà là cái kính đen nó mờ chút xíu, cho nên là nó cũng che đi cái phần cầu thang ở trong thì nó sẽ có tính thẩm mỹ hơn. Và em cũng công nhận là cái việc mà chúng ta lựa chọn cái kính cường lực màu đen nó sẽ thẩm mỹ hơn màu trắng, bởi vì đầu tiên là nó cũng che chắn một phần nào, và thứ hai nữa là nó thể hiện cho chúng ta cái sự cá tính. Đúng rồi, nhìn vào cái bộ sofa là ta thấy là gia chủ là thích những cái gì rất là hiện đại và thời thượng rồi ha. Còn tiến vào đây đi thì đây sẽ là không gian phòng bếp ăn với diện tích là 17,4m2. Với không gian này thì quý vị thấy là cũng cực kỳ là rộng rãi thoải mái luôn. Ở đây là kệ tủ bếp hình chữ Y nè, một bàn ăn cũng khá là to, siêu to khổng lồ đó nha. Ở bên đây là quá hoành tráng này Diệu ơi, nguyên một kệ tủ rượu luôn nhá. Nhưng mà quý vị có phát hiện không, tuy là ở đây chúng ta không mở được những cái cửa sổ lớn, nhưng mà chúng tôi vẫn cố gắng để có một cái ô cửa sổ nhỏ nhỏ ở đây. Và cái vị trí mà chúng ta khai thác ô cửa sổ thì cũng hoàn toàn phù hợp luôn, bởi vì đây là bồn rửa nè, nó sẽ góp phần giúp cho chúng ta thao tác dễ dàng hơn, cũng như là bồn rửa sẽ nhanh khô hơn nữa. Và như quý vị thấy là bên cạnh của Diệu thì đây sẽ là một khu vực là nhà vệ sinh mini. Phải nói là một cái sự tính toán kiến trúc sư để tận dụng tối đa về mặt diện tích. Và cái vị trí này cũng là một phần nằm ở dưới gầm cầu thang nữa, cho nên là chúng ta thấy là khi mà có sự tính toán thì tất cả các không gian đều được tối ưu hóa, mang đến cái sự tiện lợi cho người sử dụng. Còn bây giờ thì có lẽ chúng ta cùng nhau tiến lên tầng 2 nhé. Và tiến lên trên tầng 2 của công trình nhà anh Mạnh thì đầu tiên với phòng ngủ này ha, thì hiện tại đang có thành viên gia đình sử dụng cho nên chúng ta tạm thời không thể ghé vào được. Có lẽ chúng ta sẽ tiến ra phía trước nhé. Còn căn phòng ngủ này thì sẽ được thiết kế với diện tích là 14,5m2, cũng là một phòng ngủ có view rất là đẹp với tầm nhìn hướng về phía trước nè. Đúng rồi, cho nên là căn phòng ngủ này phải nói là nó lấy rất là nhiều ưu điểm luôn quý vị. Đầu tiên là một công trình nhà phố phòng ngủ mà lại vừa gọi là có cửa rồi, cửa sổ là không nói, mà có cái cửa để mở ra ban công ở ngoài trước nữa là quá là thoải mái luôn rồi. Cho nên là ai mà sở hữu căn phòng ngủ này là cực kỳ là tiện nghi. Về nội thất thì quý vị thấy là chúng ta cũng đặt một chiếc giường khá to nè ha, đối diện là một chiếc bàn làm việc luôn mà vẫn còn rất rộng rãi, chúng ta có thể đặt những cái món đồ khác. Nói chung là với cái không gian này thì thật sự nếu mà tính là không gian riêng là thoải mái rồi. Còn về vị trí bên đây thì em thấy là từ cửa bước vào bên phía này sẽ là lavabo, và chúng ta thấy là có một cái hệ thống tủ ban vệ rất là đẹp luôn. Đầu tiên là gương soi, nhưng mà thật ra ở trong này nó là cái vị trí để chúng ta để những cái đồ dùng vật dụng, rồi lavabo, và ở bên dưới còn có một cái ngăn kệ ngang nữa. Phải nói là đây cũng là một cái giải pháp của kiến trúc sư đó quý vị, bởi vì nếu như mà chúng ta không thiết kế như thế này, chúng ta phải đặt lavabo bên trong thì nó sẽ gây chật cho các không gian sinh hoạt bên trong. Còn nếu mà chúng ta kéo cái không gian nhà vệ sinh ra đây quá nhiều thì nó lại lấn đi cái không gian của phòng ngủ của mình. Cho nên là bài toán giải quyết bằng cách chúng ta đem mượn tạm cái lavabo ở bên ngoài như thế này, thì bởi vì nhờ cách thiết kế này nhưng mà nó vẫn không làm xấu đi căn phòng mà vẫn đủ là đẹp hay nhiều. Dạ, còn ở bên trong này thì sẽ là toilet cũng như là khu vực sen tắm đứng. Thật ra thì khi mà bước vào căn phòng này em thấy là với những cái cách bố trí như vậy thì chủ nhân của căn phòng chắc chắn là sẽ có được một cái khu vực nghỉ ngơi rất là thư giãn tuyệt vời. Và bây giờ thì ta cùng nhau tiến lên tầng 3 và tham quan tiếp những cái phòng ngủ khác để xem có khác biệt gì so với phòng ngủ này nha.
Và tiến lên tầng 3 của công trình nhà anh Mạnh thì khu vực An và Diệu đứng thì cạnh bên sẽ là một không gian phòng ngủ hiện tại đang có gia đình, thành viên gia đình sử dụng ha. Và có một cái vị trí mà An và Diệu phải nói đến đó chính là cái lối cửa ở đây. Quả thật là nhờ cái lối cửa sổ này mà cái không gian khi mà chúng ta di chuyển cầu thang hành lang này nó thoải mái và thoáng hơn rất nhiều. Và đi vào trong đây thì ở đây sẽ là một khu vực phòng ngủ nữa. Căn phòng này cũng đồng diện tích với phòng ngủ bên dưới là 14,5m². Và quả thật như An vừa chia sẻ đúng không nào, quý vị có thể thấy rõ ràng là mỗi không gian sống của các thành viên trong gia đình của ngôi nhà của anh Mạnh thì đều được trang trí đúng cái sở thích cá tính luôn. Phòng ngủ bên dưới ta thấy có nét trưởng thành rất nhiều, thì phòng ngủ này là đúng là một cái gọi là cái nơi quá là lý tưởng cho các bé luôn. Quý vị thấy là nguyên một cái hệ thống giường này ha, và không phải là nhìn nó thì không nghĩ là một chiếc giường bình thường luôn á, phải nghĩ là một cái nơi vui chơi giải trí đúng không gì. Phải nói là bước vào đây thì trời quá là đáng yêu luôn. Và chúng ta có mỗi cảm giác đây giống như là một cái vương quốc thu nhỏ của các bé vậy. Đầy đủ giường ngủ thì cũng được thiết kế rất là đáng yêu, rồi có cầu trượt, rồi ở đây lại là một hệ tủ nữa, và tất cả đều là gam màu xanh nha. Và quả đúng như vậy, thì mỗi căn phòng ngủ là không gian cá nhân, cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể trang trí màu sắc hoặc là kiểu dáng theo đúng sở thích và cá tính của mình. Thì có thể bé thích màu xanh chẳng hạn, cho nên là gia đình của anh Mạnh đã đầu tư mạnh luôn là toàn bộ hệ thống này đều là màu xanh hết ha. Và một hệ thống giường như thế này đó quý vị, nếu mà gọi mức độ đầu tư thì cũng khá là lớn. Tuy nhiên em nói rồi, nếu mà những không gian đặc biệt là cho trẻ em thì chúng ta đầu tư hơn một chút xíu mà để cho bé thích trở về phòng, bé thích tận hưởng không gian trong phòng là thật sự một sự đầu tư xứng đáng luôn nè. Và với những gia đình nào mà có hai bé thì hoàn toàn cũng có thể tham khảo, bởi vì nếu như mà chúng ta chia ra làm hai chiếc giường thì nó hơi rời rạc và nó cũng không có tính thẩm mỹ nữa. Như vậy thì các em sẽ thích thú hơn rất là nhiều, và chúng ta cũng tận dụng được cái khoảng không gian theo chiều dọc nữa, như vậy thì sẽ tối ưu hóa không gian hơn. Và với căn phòng này thì vẫn có ưu điểm giống như căn phòng bên dưới, đó chính là ở đây chúng tôi cũng có một cái vị trí lavabo kèm với đó là nhà vệ sinh khép kín ở bên trong. Nếu mà cho bé thì quá là tiện rồi, bé sẽ tận dụng ngay ở bên trong phòng của mình, không cần phải đi xuống bên dưới ha. Cho nên là mỗi phòng ngủ mà có một nhà vệ sinh riêng là một cái sự thiết kế mà phải nói là tiện nghi nhất. Và bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ cùng nhau đến tầng cao nhất của công trình nhà anh Mạnh nhé. Và cuối cùng tiến lên tầng cao nhất của công trình của nhà anh Mạnh đó chính là không gian tầng tum. Thì ở phía bên kia sẽ là không gian khu vực giặt phơi, và cánh cửa này sẽ mở ra một khoảng không gian sân thượng ngoài trời khá là rộng rãi. Và có thể thấy là với những cái mẫu nhà mà có được một cái khoảng sân như vậy rất là đắt giá luôn. Bởi vì chúng ta biết là nhà phố thì đất chật, người đông, không có quá nhiều những cái khoảng sân xung quanh. Vậy nên cái việc mà là nhà máy bằng nè, và khoảng sân thượng này là nơi mà có thể vui chơi trồng trọt thì cũng rất là lý tưởng. Và thật sự là hiện tại luôn thì gia đình cũng đã trồng một số những loại cây, cũng như là có những cái loại rau đã được trồng tận dụng cái không gian sân thượng này rồi. Thì đây cũng là một cái điều quý vị có thể tham khảo thôi nhé. Anh Diệu vừa dẫn quý vị chúng ta đến thăm công trình của nhà anh Mạnh ở Trảng Bàng, Tây Ninh. Phải nói là một công trình nhà phố với nội thất cực kỳ hiện đại và bắt mắt. Và nếu như mà quý vị cảm thấy là yêu thích cái thiết kế của chúng tôi, đồng thời là có nhu cầu thiết kế và thi công thì có thể liên hệ để được hỗ trợ và tư vấn. Quý vị có thể gọi đến các số hotline 096-445-8888 hoặc là 0828133333 để được hỗ trợ và tư vấn. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chuông nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì Nhật An và anh Diệu xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.